Chào mừng các bạn đến với kênh Đào Coi miễn phí của mình. Nếu các bạn đầu tiên coi video trên kênh của mình thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về những cái dự án Đào Coi miễn phí. Ở trong cái video này mình sẽ cập nhật cái dự án MatChen cho các bạn cùng theo dõi. Thì mình sẽ vô nội dung chính ở cái mục Mega Drop và chúng ta sẽ có thêm một cái sự kiện là Bybit với MatChen kết hợp với MatChen. Thì chúng ta sẽ tham gia cái sự kiện này để chúng ta nhận cái phần thưởng là cái huy chương của cái bên MatChen người ta cho chúng ta. Thì để hoàn thành được cái bước này thì các bạn hãy tạo tài khoản Bybit và KIC là bước đầu tiên. Cái bước thứ hai là chúng ta sẽ gửi giao dịch vô đấy ít nhất là 100 đô la. Thì ở các bằng cách chúng ta nạp từ tài khoản khác và hoặc là chúng ta mua ở trên cái sàn Bybit thì tối thiểu là 100 đô la đó các bạn nhé. Thì và chúng ta sẽ vô bình luận và bình chọn cho MatChen. Thì bước thứ ba là chúng ta nhấp vô chúng ta sẽ hoàn thành. Thì để đủ cái điều kiện chúng ta nhận cái huy chương thì chúng ta sẽ hoàn thành ba cái bước này các bạn nhé. Và chúng ta trước đó thì chúng ta đã cờ nam cái đồng NON rồi và hiện tại cái đồng NON nó cũng đã xuất hiện ở trên cái ví ở chỗ của chúng ta rồi nhá, ví mạng MatChen á. Và thêm một cái nữa là cái mục OKX MatChen này, sự kiện OKX MatChen này đã kết thúc và hệ thống họ cũng đã cho chúng ta nhận cái huy chương. Chúng ta chọn vô cái OKX MatChen này các bạn nhé, các bạn chọn vô đây và các bạn bấm cho chữ claim nè. Ở đây mình đã claim rồi thì các bạn nào chưa claim thì các bạn sẽ nhấp vô đây và nó sẽ hiện ra một cái dòng là cái dòng email mà bữa trước các bạn đăng ký cái tài khoản OKX á, từ cái link của MatChen á, các bạn điền vô và cái dòng dưới là các bạn điền UID vô nhé. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà lấy cái UID ở trên cái sàn OKX. Thì các bạn vô cái tài khoản OKX của chúng ta. Thì sau khi chúng ta đăng nhập vô cái sàn OKX á, thì các bạn chọn vô cái mục 9 chấm ở trên góc bên tay trái này, các bạn nhấp vô đây. Các bạn chọn vô cái tài khoản chỗ email của chúng ta là cái mũi tên này, các bạn nhấp vô đây và đây là cái UID của chúng ta nè. Chúng ta sẽ sao chép và chúng ta dán vô cái bên cho cái MatChen cái đường link mà họ kêu chúng ta điền UID vô. Chúng ta điền vô và bắt đầu chúng ta bấm claim và chúng ta sẽ xác nhận cái ví Bitget của chúng ta ký vô đồng ý vô á. Thì sau khi chúng ta xác nhận xong thì chúng ta sẽ nhận được cái huy chương ở đây. Ở đây mình đã nhận được một cái huy chương này nè. Đó, các bạn nên tham gia cái dự án này nhé. Nếu các bạn nào mà chưa tham gia cái dự án này, các bạn hãy nên tham gia. Mình để cái đường link ở dưới cái phần mô tả video này. Các bạn nhấp vô tham gia hàng ngày 8 giờ chúng ta vô cả làm một lần và chúng ta sẽ tham gia những một số những trò chơi để chúng ta nhận những cái điểm điểm pon. Và cái mục này thì chúng ta sẽ nhấp vô để chúng ta tăng tốc độ lên x1, x2, x3. Và cái mục này thì chúng ta sẽ được ba thêm thêm được ba cái lượt chơi game nữa thì đồng nghĩa việc chúng ta mất 150 cái điểm bon đi và chúng ta được ba thêm ba cái lượt lượt chơi. Và cái mục tech này chúng ta làm một số cái nhiệm vụ để chúng ta nhận những cái điểm điểm bon. Và cái mục fan thì chúng ta đi sao chép cái đường link và chúng ta đi mời những bạn bè để chúng ta kiếm thêm những điểm bon. Và cái mục Mega Drop này mình đã hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn ở trên video trước rồi. Thì các bạn nào chưa hiểu thì các bạn hãy xem lại cái video trước của mình. Và mình sẽ kết thúc cái video ở đây, mình sẽ cập nhật cái dự án này ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.